hai. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Giò, Bình Minh Tào Lao, Chà Bình Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là tiếp tục kèo 3-3 tự do. Sân của các ke, đường Trần Phú với đường 26, Hòa Thành, Tây Ninh. Đây là tiếp tục và tiếp tục nữa các bạn. Duyên Nợ, Tấn An, Thông Bến Cầu, Gà Đều. Còn bên đây là Bình Minh, Chi Thông, Khang Long, Triền Khai. Không không. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ là Đại Lâm Chuyện bên đây. Các bạn hãy đăng ký ủng hộ xe và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một pha phát bóng không qua lưới cho đội của Chí Thông. Hiện tại bây giờ bên kia là đổi chí thật. Thông Bến Cầu phát bóng và Tấn An lên chân. 1-0. Lại là Thông Bến Cầu phát bóng vừa rồi, ăn điểm trực tiếp, cũng phần may mắn giật lưới vừa rồi. Hai không. Một pha cố gắng của Gà Đều và Thông Bến Cầu vừa rồi không thành công. Một pha xử lý quá khó chịu rồi của Chí Thông. Một hai. Một pha nỗ lực cứu bóng của Khang Long không thành công. 3-1. Bay mùi. Một pha kết thúc đầy quy lực vừa rồi của Chí Thông. 2-3. Một pha phòng thủ hay của Chí Thông và một pha kết thúc tốt của Chí Thông, 3-0. Hai pha liên tiếp của Tấn An. Lại là Thông Bến Cầu phát bóng không vào lưới. Tỷ số đang là 4-4.
lại là chiến thắng phát bóng không vào lưới. Các cầu thủ Việt Nam chúng ta một set banh không phá, 4-5 trái không phải là các cầu thủ Việt Nam. Không. Phá quá phá. 5-4. Bình Minh đang có triệu chứng đau vai rồi nghe các bạn, cho nên Chí Thống đánh rất nhiều và rất nhiều. Set ban này Bình Minh có triệu chứng đau vai. 5 rêu. Các bạn thấy không, Khang Lồng ít truyền cho Bình Minh. Một pha đầy quy lực vừa rồi của Tấn An. Hầu như kèo 3-3, một mình Tấn An cần gánh một mình thôi. Từ trước tới giờ tất cả các kèo hầu như là 3-3. Sáu năm. Cái là lỏng cổn chắc luôn. 6 đều. Lại là Chí Thông, Thông Minh Cầu phát bóng hồng. Bình Minh vừa nhảy lên đã chạm lưới rồi các bạn ơi. 7-6. Một pha đầy quy lực vừa rồi của Tấn An. Một pha xử lý quá nhanh vừa rồi của Chí Thông. Một pha chớp mũi đầu móng tay quá tuyệt vời. 7 đều. Không chơi 5 giờ chứ con không về chú. Chứ ngồi đây mà thấy kỳ kỳ lắm rồi đó. Lại là Chí Thông phá bóng cầu vào lưới. Hiện tại hai trên sân có hai Thông, Thông Minh Cầu và Chí Thông thay nhau pha qua pha. Để làm nè. Lip Roll và Lip Roll 135.000 một chai, trái đau mỏi vai gáy 145.000 một chai. À, xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Bùi Giọt và Lip Roll. Tám bảy. Bình Minh một pha đường chéo a vừa rồi của Bình Minh. 8 đều. Một pha kết thúc đầy quy lực vừa rồi của Tấn An. 9-8. Đi đâu? Được. Cũng phá lắm. Quy lực đi sạc sạc giống đầy súng hồi xưa. Bành đi giống mà phá quá. Một pha đầy quy lực vừa rồi của Chí Thông. Chín đều.
Một pha giữ tầm quá tuyệt đẹp vừa rồi của Tuấn An. Tây Ninh hiện tại 2023 chỉ còn có Tuấn An và các em trẻ nổi lên như là Văn Trà, Nguyễn Dựng. Một pha xử lý quá hay của Bình Minh. Đây 2K6 1m86, các bạn anh em trước hãy chờ đi, Dựng sẽ đến đây với các anh em thôi. Tuấn An vừa chẻ một đường chéo A quá đẹp. Mấy ta? Một pha bóng bóng mang điểm trực tiếp vừa rồi của Thống Bến Cầu. Một pha trẻ vừa số 6 quá khó chịu rồi của Thống Bến Cầu. Mấy rồi Thống? 12-10. Lợi thế đang nghiêng về cho Tuấn An, Thống Bến Cầu và Gà Đều. Lại là Thống phát bóng không vào lưới. Mười một mười hai. Hiện tại bây giờ Khang Lùng đang phát bóng. Các bạn hãy nhìn kỹ Khang Lùng phát bóng, 20 km/h là có nha. Đây Đại Lâm khói không có hoa, 20 km/h đấy, thấy chưa? Một pha kết thúc đầy quy lực của Tuấn An. 13-11. Khang Lùng phát bóng là tình cho không biếu không. Mười ba mười một. Lại là đường số 6. Lại là một pha trẻ giữa Bình Minh và Chí Thông. 14-11. Bất thường đó. Sao nhiều pha lộn xộn luôn sao bu. Có thể nói pha bóng giờ giống như tập thể dục dưỡng sinh. Thật sự một pha mất phương hướng cho hai bên. Và cuối cùng là một pha chém đường y của Tuấn An. 15-11. Mười lăm mười một. Cũng rất may cho ông bầu các ké xét banh này không có quay video, cho nên đội mới vào bờ. Ông bầu các ké quay video, đội ra xa quá xa. Quá tuyệt vời. 16-11. 16-11. Xin chúc mừng Tuấn An, Thống Bến Cầu và Gà Đều vào bờ. Ba.
Tại bây giờ là 17 giờ. 17 giờ. Có lẽ xếp bên này cũng gần như là sắp tan rồi các bạn à. Khán giả hôm nay rất đông, đến sân cắt ke rất đông, rất đông. Đam mê và đam mê các bạn ơi. Đam mê và đam mê.